Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với X Review. Trên tay mình đây đang là chiếc Oppo Reno 8Z, một chiếc máy thuộc dòng Reno 8 series đến từ Oppo. Lần trước thì mình đã mở hộp cái chiếc Oppo Reno 8 phiên bản 5G rồi, và đây là cái phiên bản Reno 8Z. Cũng tương tự như Oppo 7 series thì chiếc 8 series này nó cũng có thêm một cái phiên bản Z nữa. Và cái phiên bản Z này thì nó cũng sẽ rút gọn đi một chút so với phiên bản cao cấp nhất là phiên bản Reno 8 5G. Và nó có rút gọn những gì thì trong video ngày hôm nay mình và bạn sẽ cùng nhau chia tay cũng như là đánh giá cái sản phẩm này nhé. Và mình xin cảm ơn cửa hàng Di động Việt đã hỗ trợ mình cái chiếc Oppo Reno 8Z này để thực hiện video. Link chi tiết của sản phẩm thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả nhé. Hiện tại thì mình đang tham khảo mức giá của sản phẩm này thì nó sẽ rơi tầm khoảng là 10,5 triệu đồng, thấp hơn một chút so với mức giá 14 triệu đồng của chiếc Oppo Reno 8 5G. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành xem bên trong phụ kiện của nó có những gì. Đây, phong cách vuốt hộp thì cũng giống như cái phiên bản Reno 8 5G thôi. Ở cái hộp đây thì nó sẽ có cho chúng ta đó chính là ốp lưng silicone này, sách hướng dẫn sử dụng và que chọc sim. Về phụ kiện ở phía bên dưới đây thì nó sẽ có một củ sạc, và chiếc máy này thì nó sẽ có củ sạc nhanh Super VOC với công suất lớn nhất là 33W mà thôi, không giống như ở trên cái phiên bản 5G tiêu chuẩn thì nó lên tới là 80W cơ. Tiếp theo chúng ta sẽ có một sợi dây cáp EVTC rất là quen thuộc rồi. Và đây toàn bộ phụ kiện của chiếc Oppo Reno 8Z. Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về sản phẩm này nhé. Quay trở lại với chiếc Oppo Reno 8Z 5G của chúng ta. Đầu tiên thì mình sẽ nói một chút về phần thiết kế của sổ này. Thì nó vẫn giữ cái form khá là vuông vức với phần viền này, và phần lưng sau được làm phẳng. Tuy nhiên thì khác biệt đó chính là về phần cụm camera. Khi mà cái phần xung quanh của ống kính ấy, thì nó không được làm lồi lên nữa, mà nó sẽ được làm phẳng cùng với mặt lưng, và nó sẽ được làm hơi bóng một chút. Còn thiết kế thì nó vẫn bo bo tương tự như chiếc Reno 8. Về thông số kỹ thuật của cụm camera này thì nó sẽ có độ phân giải cho ống kính chính là 64 megapixel, khẩu độ là f/1.7. Hai ống kính còn lại thì đều có độ phân giải là 2 megapixel, khẩu độ là f/2.4. Một ống kính chụp ảnh macro và một ống kính đo độ sâu để chụp ảnh chân dung xà phông. Và thiết kế mặt lưng sau ở đây thì nó vẫn được làm theo dạng nhám này, giúp hạn chế mồ hôi và dấu vân tay. Kèm theo đó là nó có một cái hiệu ứng đổ màu sắc nhìn rất là trẻ trung và bắt mắt. Phần khung viền thì nó hơi vuông một chút, tạo cho cảm giác cầm nó hơi cấn. Và độ mỏng của cái chiếc máy này thì nó sẽ chỉ rơi vào tầm khoảng là 7,7mm mà thôi. Trọng lượng của nó thì cũng sẽ rơi vào tầm khoảng là 181g. Về một vài chi tiết thì ở cạnh bên phải đây thì nó vẫn sẽ có chúng ta đó chính là một phím nguồn này. Ở cạnh bên trái thì nó sẽ có phím tăng giảm lượng, kèm theo đó là khay sim. Ở phía dưới cạnh đáy đây thì nó vẫn sẽ có giắc cắm tai nghe 3,5mm, mic đàm thoại, cổng sạc EVTC và loa ngoài. Ở phía cạnh bên trên thì sẽ chỉ duy nhất một cái mic phụ để thu âm mà thôi. Chuyển sang phía mặt trước đây thì nó vẫn sẽ có một cái màn hình dạng đục lỗ, và thông số thì mình thấy nó cũng tương tự như ở trên chiếc Reno 8 5G. Thứ nhất đó chính là về kích thước thì nó vẫn sẽ là 6,43 inch, độ phân giải vẫn là Full HD+, tấm nền được trang bị là tấm nền AMOLED, độ sáng đạt được tối đa lên tới là 600 nit, mật độ điểm ảnh là 409 ppi và tỷ lệ khung hình là 20:9. Tuy nhiên thì màn hình của sổ này vẫn sẽ chỉ có tần số quét là 60Hz mà thôi, vậy nên là vuốt chạm vào nó thì không được mượt so với chiếc Reno 8 5G. Về chất liệu hiển thị thì mình thấy nó cũng hoàn toàn giống như ở trên cái chiếc Reno 8 5G, không có gì là khác biệt mấy cả. Và phần đục lỗ thì nó sẽ chứa chúng ta một cụm camera selfie có độ phân giải là 16 megapixel, cắt giảm đi một nửa so với cái chiếc Oppo Reno 8 5G. Và đó là thiết kế màn hình cũng như camera của chiếc Oppo Reno 8Z 5G, và nó cũng có thay đổi cũng như cắt giảm đi một chút so với chiếc Reno 8 5G. Tiếp theo thì mình sẽ nói một chút về phần cấu hình của sản phẩm này. Về cấu hình thì chiếc Oppo Reno 8Z 5G này thì nó sẽ được trang bị con chip đến từ Qualcomm, đó chính là Snapdragon 695 5G, đi kèm với dung RAM là 8GB. Ngoài ra thì nó sẽ hỗ trợ công nghệ RAM ảo, thì nó sẽ lấy tối đa lên tới là 5GB ở bộ nhớ trong để làm RAM. Tổng dung RAM thì nó sẽ lớn nhất là 13GB. Về bộ nhớ trong thì nó sẽ có dung lượng là 128GB, có hỗ trợ kèm để nhớ ngoài và chuẩn là US 2.2. Viên pin của máy thì sẽ có dung lượng là 4500 mAh. Tuy nhiên thì sạc nhanh đã bị cắt giảm đi chỉ còn là 33W với củ sạc đi kèm theo sẵn ở trong hộp, cho tổng thời gian sạc được sẽ là 100% chỉ trong vòng 63 phút. Về điểm số AnTuTu đạt được thì các bạn nhìn thấy đây, nó sẽ rơi tầm khoảng là 388.000 điểm. Điểm CPU đạt được là 119.000 và điểm GPU đạt được là hơn 100.000 một chút với nhân là Reno 619. Trong video tới thì mình sẽ tiến hành test hiệu năng chơi game ở trên sản phẩm này nhé. Và phần về phần mềm thì hiện tại nó đang được chạy ở trên giao diện Color OS, và đây mình sẽ vào phần cài đặt để xem chi tiết hiện tại nó đang ở trên phiên bản phần mềm nào. Đây mình sẽ vào phần giới thiệu thiết bị. Hiện tại thì nó đang được chạy ở trên phiên bản Color OS V12.1. Dung RAM hiện tại nó đang là phiên bản 8GB này. Và đây các bạn có thể tùy chỉnh được cái tăng thêm bao nhiêu GB
tối thiểu là 2GB và tối đa là 5GB. Còn về phiên bản Android, hiện tại nó đang chạy ở trên là Android 12. Ok, vừa rồi thì mình và các bạn đã cùng nhau đi mở hộp cũng như là chơi đánh nhanh cái chiếc Oppo Reno 8Z 5G. Và chiếc máy này thì được coi như phiên bản cắt giảm đi một chút so với chiếc Reno 8 5G. Thứ nhất là về cái tần số quét của màn hình này, cái thứ hai là về sạc nhanh này, cái thứ ba là thay đổi một chút về phần camera sau này, kèm theo đó là độ phân giải của camera selfie trước nó cũng đã bị giảm đi. Về cấu hình thì nó cũng sẽ khác với con chiếc đến từ Qualcomm là Snapdragon 695. Và mức giá của nó thì cũng sẽ rẻ hơn, nó sẽ chỉ rơi tầm khoảng là 10,5 triệu đồng. Mình có tham khảo tại Di Động Việt. Và link chi tiết của sản phẩm này thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả nhé. Ok, còn các bạn nghĩ sao về chiếc Oppo Reno 8Z 5G này thì xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn bạn theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.